Chuyện là mọi người hỏi mình quá trời về chuyến du lịch Sydney vừa rồi luôn, cho nên hôm nay mình rảnh nên là lên ngay clip review chi tiết cho mọi người nè. Nhưng mà bật mí, chuyến đi của mình còn chưa tới 30 triệu nữa đó. Mình đặt tour trọn gói tại công ty du lịch Best Price. Ngày trước thì mình cũng đã đặt tour đi Thái, Nhật và Trung Quốc ở đây và đã giới thiệu cho mọi người rồi đó. Cho nên là lần này cũng yên tâm cho Best Price xử lý tất tần tật giấy tờ hồ sơ xin visa luôn. Và khoảng 2 tuần sau là mình đã nhận được visa rồi, nhanh lắm luôn nha. Tiện thể thì nhả vía đậu visa Úc cho bạn nào đang làm hồ sơ nè. Chuyến đi khám phá Sydney của mình chỉ kéo dài có 5 ngày 4 đêm thôi, nhưng được tham quan rất nhiều địa danh nổi tiếng và tham gia những hoạt động vô cùng thú vị luôn đó. Còn bây giờ thì cùng xem hết video để biết mình đã đi những đâu nha. Let's go! Ngày đầu tiên, sau khi đến sân bay Sydney, chúng mình được xe và hướng dẫn viên địa phương đưa đến tham quan cảng Sydney vô cùng nhộn nhịp. Và từ đây, bạn có thể nhìn ra toàn cảnh nhà hát con sò Sydney Opera House vô cùng hoành tráng, cầu Harbour Bridge siêu to khổng lồ, hay là khu phố cổ The Rocks được ví như bảo tàng Sydney ngoài trời nè. Ngày tiếp theo, mình được hòa mình với thiên nhiên, chơi đùa cùng các bạn kangaroo và gấu koala vô cùng đáng yêu và thân thiện tại Wildlife Park. Trải nghiệm tàu cá xuyên rừng Scenic World ở khu bảo tồn thiên nhiên Blue Mountain là hoạt động mình không thể quên được. Ngồi trên chiếc tàu hỏa dạo quanh một vòng khu rừng, ngắm nhìn hệ động thực vật phong phú, hít thở bầu không khí trong lành, quả là một trải nghiệm vô cùng sảng khoái. Và đặc biệt, trong ngày thứ tư thì chúng mình được tự do khám phá Sydney theo cách riêng đó, thăm người thân, thăm bạn bè thoải mái luôn nha. Với mình thì mình có bạn đang du học tại Úc, cho nên là mình được trải nghiệm 24 giờ sống, ăn và chơi như người dân bản địa luôn. Còn nếu ai không biết đi đâu thì Best Price cũng có hai chương trình cho các bạn lựa chọn là hoặc là tham quan sở thú Tauranga, nghe nói là sở thú lớn nhất nước Úc với giá khoảng 1,8 triệu một người, hoặc là du thuyền ngắm cá voi lưng gù vô cùng đặc sắc chỉ khoảng 3,5 triệu một người thôi nè. Phải nói là nước Úc được thiên nhiên ưu ái quá nhiều luôn, cho nên cá nhân mình đánh giá thì tour này sẽ rất thích hợp với những ai yêu thiên nhiên đó. Chưa tới 30 triệu mà chất lượng tour quá ư là tuyệt vời.